ngọn lửa yêu thương, Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Đó là nỗi lòng của Thầy Giê-xu và Thánh Mát-tin, chạm vào được bằng chính lối sống khiêm nhu và hiền hậu, hy sinh và quảng đại, để tỏa sáng lên ngọn lửa yêu thương cho đời và cho người xưa kia và ngày nay. Ngọn lửa yêu thương ấy hẳn sẽ soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, nhằm dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Chỉ ngọn lửa yêu thương ấy mới xua tan những đêm dài, chỉ ngọn lửa yêu thương ấy mới xua tan những đêm dài tăm tối của nghèo hèn và cô đơn, thù nghịch và áp bức, bệnh tật và sầu khổ, chán chường và thất vọng, lầm đường và lạc lối. Chính ngọn lửa yêu thương ấy mới biến đổi những nỗi bất hạnh của phận người thành bài thánh ca đức ái, một bài ca không bao giờ tàn phai, được dệt nên bởi những giai điệu nhẫn nhục và hiền hậu, và được đặt nền trên những nốt nhạc tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Vâng, thật hạnh phúc vì được chìm ngập trong cõi sáng ngút ngàn yêu thương, do gương sống của các tôi trung của Chúa như Thánh Mát-tin, vị thánh của người nghèo, vị thánh sống một đời sống giống Chúa Kitô, đúng là một khí cụ bình an của Chúa, để đến lượt chúng ta cũng dám ước mong cho ngọn lửa yêu thương ấy cháy lên trong lòng, để chúng ta đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, và mang lại nguồn hạnh phúc đích thực cho tất cả những ai nghèo khó, khóc lóc, bị bách hại nhờ tấm lòng vàng. Thương cứu giúp
sầu cô lắng lo. Xin kính chào quý cộng đoàn. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta có cơ hội để cùng hiệp thông với nhau và hiệp thông với Thánh Martino trong giờ kinh này. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Martino, xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn phúc bởi trời cho tất cả chúng ta. Xin Chúa cũng hoán cải biến đổi lòng dạ của chúng ta để từng ngày sống chúng ta sống với Chúa, cho Chúa và với Chúa để mang niềm tin, bình an và ân sủng của Chúa đến cho cuộc đời. Giờ đây mời cộng đoàn cùng hiệp thông trong lời xin khấn. Xin cộng đoàn cùng chúng con hiệp lời cầu nguyện dâng những ý khấn hôm nay. Xin Chúa xua tan dịch bệnh. Xin cho quý cha, quý thầy, quý sơ, quý bác sĩ, nhân viên y tế và các tình nguyện viên được Chúa thương yêu che chở, ban sức khỏe, thêm lòng quảng đại, tận tâm phục vụ các bệnh nhân. Xin cho các bệnh nhân đang điều trị COVID chóng bình phục. Xin an ủi các gia đình đang gặp khó khăn, những người nghèo, các trẻ em mồ côi, những người già không nơi nương tựa, tìm được sự nâng đỡ từ những tấm lòng bác ái. Xin ơn chữa lành bệnh COVID cho hai cộng đoàn nữ tu. Xin ơn chữa lành COVID cho một ông cố và một bà cố. Xin ơn bình an cho các khu nhà trọ. Xin tạ ơn, xin bình an, xin như ý. Xin cầu cho linh hồn bà cố Maria. Xin cầu cho linh hồn Maria nhân dịp lễ rỗ. Xin cầu cho linh hồn Giuse, linh hồn tổ tiên và các linh hồn, và các linh hồn vừa qua đời hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba thiên Chúa ban nhiều thân ơn. Xin đưa bước con về tìm chân lý hướng đông chiếu soi.
tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ Chúa diệu đường. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thân. Ôi yên tiền mình và máu thánh Chúa Kitô thành lương thực đối ta, tiền nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sung xuống cõi lòng nhân thế, tiền bao đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Chúa đã ban ban bởi trời cho nhân loại bánh có đủ mùi vị thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, người là đứng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Lạy Chúa, con tin thần có một Đức Chúa Trời là Đấng thượng phàm vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thần vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghìn lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa gì tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Mời cộng đoàn cùng hiệp thông trong tuần Chủ nhật Kinh Thánh Martin. Ngày thứ 8, Thánh Martin được thượng trọng hậu trên thiên đàng. Sau cuộc đời đầy sự nghiệp vĩ đại đã thực hiện trong âm thầm, Thánh Martin đã trút hơi thở cuối cùng cách êm ái như người ngủ say vậy.
Suốt đời, người đã ở bậc hèn hạ khó khăn, nhưng sau khi tạ thế, Thiên Chúa đã đề cao người trước mắt muôn dân để thực hiện lời Chúa phán trong phúc âm: ai hạ mình xuống sẽ được cất lên. Thật vậy, Chúa đã ban cho người làm nhiều phép lạ và thiên hạ nô nức đến kính viếng xác người, coi người như đứng thần. Sau khi điều tra kỹ lưỡng các nhân đức cao cả, các phép lạ nhãn tiền mà Thánh Martin đã làm, năm 1837, Đức Thánh Cha Gregorio thứ 16 đã dùng quyền tối cao suy tôn người lên bậc chân phước. Và ngày mùng 6 tháng 5 năm 1962, Đức Giáo hoàng Gioan 23 đã long trọng ghi tín danh người vào sổ các thánh trước mặt muôn vàn người thập phương tuôn đến Roma, đồng thời nêu cao tấm gương hy sinh bác ái của thân nhân cho mọi người noi theo. Chúng ta hãy vui mừng vì giáo hội đã thêm được một đấng thánh và gia đình đa minh hạnh diện vì phần tử ưu tú của mình. Lạy Thánh Martin, Thiên Chúa đã tôn vinh người lên bậc cao sang trước mặt các thiên thần và nhân loại. Bởi vì khi còn sống, người hạ mình xuống như không. Chúng con trông lên người như vị lãnh đạo chỉ giáo cho chúng con biết lối lên thiên đàng bằng cách thờ phượng Thiên Chúa. Ăn ở khiêm nhường, nhịn nhục, hy sinh bác ái như người đã thực hiện lúc sinh thời. Xin người cầu cùng Thiên Chúa cho chúng con được can đảm cương quyết thực hiện sứ mạng đáng khi còn sống ở đời này, hầu cho chúng con đang được hưởng phúc vinh quang với người trên thiên đàng, vì Đức Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kỳ mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kỳ mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kỳ mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại của mắng các ông, rồi Thầy trò đi sang làng khác. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, giữa người Do Thái và người Samari có một mối thù truyền kiếp. Họ không có ưa nhau và họ tránh không có giao thiệp và đi ngang qua nhà nhau, đi ngang qua làng của nhau. Vậy mà trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu cố tình đi ngang qua một ngôi làng của người Samari, thì đương nhiên họ không đón tiếp Đức Giêsu và các môn đệ, vì giữa họ và người Do Thái không có sự giao hảo với nhau. Đức Giêsu chờ họ sự hoán cải và biến đổi. Cũng vậy, trong cuộc sống hàng ngày của mình, nhiều khi mình không có đón nhận sứ điệp của Đức Giêsu,
và mình không có đón tiếp Ngài. Trong những tháng ngày bị giãn cách, bị phong tỏa, mình không đến nhà thờ đã đành. Thế nhưng mà lúc bình thường, nhiều khi mình cũng ơ hờ, mình cũng dửng dưng với lời Chúa, với các bí tích. Mình không có nồng nhiệt và sốt sắng đón nhận sứ điệp tin mừng, và mình không có nồng nhiệt đón tiếp Đức Giêsu ngự trị trong tâm hồn của mình đâu. Chúng ta cũng chẳng có khá hơn dân làng Samari. Thế nhưng mà vì dân làng Samari và người Do Thái không có sự giao hảo nên mới xảy ra chuyện như vậy. Còn giữa chúng ta với Đức Giêsu, với Thiên Chúa là đấng mình tôn thờ thì như thế nào? Thưa vì có lẽ là Ngài không có chiều theo cái lòng khao khát, mong muốn của mình. Mình cầu nguyện mà Chúa cũng không ban ơn cho. Mình xin Chúa những điều mà mình nghĩ là cần thiết nhưng mà Chúa không ban. Mình dỗi Chúa, mình hờn Chúa, mình giận Chúa, và mình không có đón tiếp và không có tiếp nhận được sứ điệp của Ngài. Vì thế hôm nay cùng với Thánh Martino, chúng ta tha thiết nài xin Chúa hoán cải biến đổi tâm trí của chúng ta, để từng ngày sống chúng ta thêm sốt sắng, thêm nồng nhiệt để đón nhận lời Chúa và sứ điệp tin mừng, để từ đó chúng ta gắn bó với Chúa hơn, chúng ta cảm nhận được sức sống của Chúa, kín múc được ơn thánh của Chúa, để chúng ta hoàn trọn ơn gọi của mình. Và xin tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa mãi luôn đong đầy trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta tiếp tục mang tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho cuộc đời này, chứ chúng ta không dửng dưng và chúng ta không có coi thường lời Chúa. Mời cộng đoàn cùng cầu nguyện. Lạy Thánh Martin là đấng được Thiên Chúa thưởng công bồi hầu trên nước thiên đàng, xin chuyển cầu trước nhan Thiên Chúa những lời nguyện cầu của chúng con. Chúa đã ưu ái và tưởng thưởng hạnh phúc nước trời cho Thánh Martin vì những công lao khó nhọc khi còn sống mà thánh nhân đã hy sinh. Này đây, chúng con cũng hướng nhìn về quê trời vĩnh phúc mà hy vọng và giữ lòng trông cậy vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, cuộc sống trần gian thật lắm gian nan và nhiều thử thách. Trước sự lan tràn một cách chết chóc của cơn dịch bệnh hiện nay, nhiều người trong chúng con đã đặt ra câu hỏi: Tại sao Chúa để cho dịch bệnh xảy ra? Tại sao Chúa không can thiệp khi chúng con kêu cầu trong đớn đau và tuyệt vọng? Dường như chúng con hoàn toàn bế tắc vì không tìm ra được câu trả lời. Nhưng khi nghiệm lại đời sống của Thánh Martin, chúng con xác tín rằng suốt cuộc đời, Thánh nhân đã gắn kết những đau khổ của Ngài với những đau khổ của Chúa Giêsu. Quả thật, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã trải qua những đau khổ của phận người chúng con và chắc chắn Ngài không bỏ rơi chúng con. Điều quan trọng là chúng con phải luôn tin cậy vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, chúng con tin cậy, chúng con hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chúng con dâng những bế tắc và bất lực trước cơn khủng hoảng này. Xin đoái thương và chữa lành cho chúng con. Xin gạt đi những giọt nước mắt của chúng con khi phải lìa xa người thân yêu. Và xin ban thưởng hạnh phúc quê trời cho hết thảy những ai đã tin vì tin vào Chúa mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Amen. Chúng ta hướng về Thánh Martino.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của người, chẳng những che chở các anh em túng nghèo, mà lại cả những thu vặt ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của Đức Ba Ai. Chúng con kính mừng và cầu khấn người, từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhận lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng con được ban trước các nhân đức người, mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ, can đảm và thanh gia theo chân Chúa cứu thế và mẹ sầu bi, sau hết được về nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúng con nguyện xin Thánh Martino, người là gương sáng soi của lòng nhân ái, thuở bình sinh bởi lòng thương xót vô bờ, đã dành tay ôm ấp những người khổ đau, thì ngày nay trên trời vinh hiển cao xa, người hãy thương nghe muôn tiếng chúng con khẩn cầu. Chúng con nguyện xin Thánh Martino, người là cha những kẻ khó nghèo đau yếu, lấy tình thương xoa dịu những nỗi u buồn, và hãy ban ơn cho hết mọi người kêu xin, đưa mạnh sức đến ngày vui đón hy sinh, và luôn nói theo gương sáng các nhân đức người. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiên này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đương tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,
xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người. Chuộc tôi chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa, mà đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội trắng kịp. Vậy ca thánh ở trên nữa thiên đàng, cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trong cậy rơ thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang, hằng chớ chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy rơ thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tình rơ thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse làm bàn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy thánh Đa Minh và thánh Martino, cầu cho chúng con. Lạy thánh Đa Minh và thánh Martino, cầu cho chúng con. Lạy thánh Đa Minh và thánh Martino, cầu cho chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin tin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với Thánh Martino, với Đức Maria, Thánh cả Giuse và Thánh Đa Minh. Xin Chúa tiếp tục nhậm lời chúng ta cầu xin nhờ lời truyền cầu của các ngài. Xin hẹn gặp cộng đoàn vào tối ngày mai lúc 7:30. Nào ta chung tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Xin kính chào quý cộng đoàn.